Ôi mọi người ơi, mọi người biết gì chưa? Mọi người biết gì chưa dạ? Ôi, video lần trước của mình á đã được 15k like luôn rồi. Trời ơi, không biết bây giờ được bao nhiêu rồi. 15.000 like lận đó anh em. Nhiều ghê luôn á. Trời ơi, không ngờ luôn. Các bạn nhớ nè, các bạn xem video thì đừng quên nhấn vào nút like ủng hộ cho mình nha. Ủng hộ cho mình thật là nhiều like luôn nha mấy bạn. Ok. Ok và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Phong Cận TV đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series sinh tồn của chúng ta nha anh em. Đó và hiện tại mình đang đứng ở trong world sinh tồn nè. À, world sinh tồn của mình nè. Và trong tập trước á, mình đã đi kiếm được một cái giường ngủ. Đây, một cái giường màu xanh, đúng màu của mình thích luôn anh em ơi. Và ở đây chúng ta đã kiếm được một số những cái món đồ mà mình lấy được ở trong cái con thuyền ma đó anh em. Thôi thì thú thật với anh em luôn á là hôm nay mình chẳng biết là mình phải làm cái gì luôn á anh em. Trời là trời. Mấy bạn có biết là hôm nay mình sẽ phải làm cái gì không? Mấy bạn nào mà có được cái cách có được cái thử thách gì thì đừng quên là đặt thử thách cho mình nha. Mình chẳng biết mình phải làm cái gì luôn anh em ơi. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa? Ủa Sammy, sao bà vô world tôi được vậy? Trời ơi, mở world vậy tôi vào được mà. Chơi sinh tồn của người ta nè. Đó. Ủa tính ra tôi chơi sinh tồn, tôi chơi mình tôi rủ bà vô làm gì? Rồi, thôi được rồi, nói chung là hôm nay bà vô cũng được à, xin giới thiệu với bà. Đây chính là cái world sinh tồn của tôi nè. Ok, bà chào mọi người coi, mọi người đang xem video mà chào mọi người coi. Ok, hello, chào mọi người, mình là sao? Lần sau đây mọi người đừng quên đăng ký kênh mình nha. Trời ơi, cái gì BBO kênh hả? Đăng ký kênh tôi, trai đăng ký kênh bà chi? Video của tôi mà tiên đăng ký kênh bà. Trời ơi, mấy bạn đừng quên đăng ký kênh mình nha, đừng đăng ký kênh Sam nha. Ok, thì à, hôm nay, ôi my god, trời tối luôn rồi. Ủa mà bà cho đây chết rồi. Bây giờ ở đây tôi có mỗi cái giường à, giường đó cho bà ngủ đây. Bây giờ tôi đi làm giường cho bà nè. Từ đi ra coi. Giờ tôi phải kiếm một ít đồ, tôi làm giường cho bà nè. Mang theo cúp, mang theo sản rìu rồi nè. Ok, đi theo tôi làm giường cho bà ngủ. Đi. Ok, đi theo tôi nè. Trời ơi, ơi có con zombie sau lưng bà kìa. Ôi, con zombie. Kìa. Trời ơi, để tôi giết nó. Trời ơi là trời. Bà chưa có vũ khí đúng không? Đi theo tôi. Trời nè, tôi sẽ làm cho bà một cái giường. Cái này tào lao, con tàu này là con tàu để mình lấy len nó ra nó chơi cái gì. Ui zombie. Ui khoan, tôi giết nó nè. Mày ở zombie nè. Rồi đi theo tôi nè. Ơi hình như tôi nhớ là bà thích màu đen lắm đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, ra ngoài đây tôi lấy cái cục len màu đen, tôi làm cho bà một cái giường màu đen đáng thui thùi lùi luôn. Ê ghê vậy? Ghê gì mà ghê, đúng mà. Ok, mình leo đây mình sẽ chặt một ít gỗ đã. Ok, lấy gỗ nè. Rồi để tôi tới nha, tôi qua tôi lấy len. Ok, bây giờ tôi sẽ làm cho bà một cái giường nè. Đây, một cái giường đáng thui thùi lùi luôn, đúng ý bà luôn nè. Đây, giường màu này đúng không? Wow, xinh quá. Ở đây, từ từ, đem về nhà ngủ chứ ngủ ở đây sao được. Đi. 1 hour later. Cái gì vậy? Trời ơi, trời mới về tới nhà. Ui, từ. Mày hết Ripper, ok rồi, vô nhà nhanh lên. Tí nữa nó tới, nhiều cái quái vậy, thôi về nhà ngủ. Yêu quái gì, cái này quái vật của tôi mà. Ok từ, giờ đặt cái giường đi ra đây. Đâu? Rồi bà ngủ bên đây, tôi ngủ bên đây, bà ngồi nằm xa xa tôi ra xíu, bà nằm kế bên tôi, bà làm gì tôi sao? Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi ngủ nha và sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu sinh tồn tiếp nha anh em. Ok đi ngủ thôi. Ai. Ok mọi người ơi, bây giờ đã sáng rồi nè. Bây giờ mình thấy á là bây giờ mình với Sammy á, Sammy là con gái còn mình là con trai, mà bây giờ hai đứa mà ở chung nhà với nhau thì kỳ lắm. Trời ơi kỳ lắm, người ta nhìn ta nói chết luôn. Con được gái rồi. Ở chung với con trai kỳ lắm, cho nên là bây giờ thế này nè. Bà bây giờ xây một cái nhà đi, tôi ở nhà này, bà xây một cái nhà để bà ở đi. Tự nhiên tôi xây, tôi con gái mà. Ủa bà con gái kệ bà chứ, đâu phải là tôi con trai là tôi phải xây cho bà đâu. À, vô lý vậy? Vô lý bà mới là vô lý á. Thôi bây giờ vậy được không? Bây giờ tôi với bà cùng nhau xây nhà luôn. Mà bây giờ mình xây nhà ở đâu để an toàn đây? Tôi thấy là ở đây hơi bị nhiều zombie nha. Ừ đúng rồi. Các bạn ơi, các bạn nghĩ là chúng ta nên xây nhà ở đâu cho có thể an toàn đây? Mình nghĩ là chúng ta phải xây nhà ở trên cao thì là cao luôn, thì lúc đó chúng ta mới tránh được zombie. Trời ơi. Bà nghĩ mà nên xây nhà ở đâu? Dưới nước. Tào lao, tôi nói là tôi mới nói là xây nhà cao thì là cao trên trời luôn. Bà giờ bà kêu xây nhà dưới nước, tào lao. Thật mà, bây giờ ví dụ nha, ông xây nhà giữa hồ đi, con zombie nào tới ông chết nhanh mà đúng không? Tào lao, bây giờ xây nhà trên cao á thì mình xây nhà trên cây đi. Mà. Lại hợp lý đó. Bà thật là bà phải vừa thôi nha, cái gì bà cũng hợp lý nè. Ok. Bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ xây nhà ở trên cái cây dừa này luôn. Còn bà thì bà đi bà chặt cây, bà xây kế bên tôi luôn nha. Hiểu không? Ông xây giùm tôi đi, tôi làm lại. Không có xây á, bà tự xây chứ tôi không có xây cho bà. Đi theo tôi qua đây, từ từ giờ tôi sẽ lấy cho bà một người ta. Đâu rồi sắt ngang qua của mình đó. Đây sắt đây. Bây giờ tôi sẽ làm cho bà một bộ giáp. Ok Sam ơi, nè tôi đưa cho bà nè. Giờ tôi mặc giáp tôi vô cái nè. Ok rồi. Giờ cái này là giáp của bà nè. Đó, mặc vô. Ok, thank you. Rồi còn đây là kiếm với lại rìu với lại là cúp của bà nè, kéo nữa nè. Đó.
Mà do mà vô, ok bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi xây nhà trên cây nha anh em. Chúng ta sẽ bắt đầu sinh tồn xây nhà trên cây thế nào. Let's go đi thôi. Đó. Thì đầu tiên là Sammy xây ở đâu vậy? Tôi xây trên cái cây này nè, cái cây dừa này nè. Tôi đầu này được không? Bà xây đâu chứ? Ở đâu? Đẹp nè. Đâu? Không? Cây dừa này. Bà xây kế bên tôi đi, đừng có xây xa. Trời ơi là trời. Ok. Bà tự xây ra cái cây luôn đi chứ có thấy bà xây dở lắm cho nên bà tự xây cái cây luôn đi. Ok. Ok. Bây giờ mình sẽ lấy một ít lá nè. Ủa bị lắc rồi. Ok, mình sẽ lấy một ít lá nè. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đi thu hoạch lá, sau đó bắt đầu xây nhà nha anh em. Ok, chúng ta đi thế nào? Two hours later. Các bạn ơi, trời ơi, từ nãy giờ mình đã đi chặt cây xong rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đập đá nha anh em. Trời ơi, mình phải đập đá cực mạnh thôi. Ok, thì hiện tại là mình muốn xây một cái máy bằng đá, cho nên là bây giờ mình sẽ đi lấy đá anh em ơi. Trời ơi, chắc chắn là mình sẽ xây một cái nhà cây thật là đẹp luôn. Sammy Noob làm sao mà xây đẹp bằng mình được. Các bạn thấy nhà của người nào đẹp thì các bạn hãy bình luận cho mình biết nha. Nhưng mà hiện tại mình chưa có xây xong. Ok, giỡn thôi. Một tí nữa mình xây xong thì các bạn nhớ chấm điểm cho mình nha. Ok, bây giờ để mình lấy một ít đá đã. Từ nãy giờ mình đập đá hơi nhiều rồi anh em. Đập đá từ nãy giờ mình bị ngáo đá luôn rồi đó. Cẩn thận nhé. Trời ơi. Ok rồi. Sammy ơi. Bà xây chưa vậy? Chưa hả? Chưa, đi xây nhanh đi. Còn thôi là tối rồi, zombie nó vô không có nhà ở đâu. Ok, bây giờ mình sẽ xây. Mình nói xây ngay cây dừa thôi. Thật ra là mình sẽ lên trên cái hòn đảo cao trên này là mình xây trên đây nè anh em. Đó. Ok, hiện tại nãy giờ mình đã đi mình đào được khá là nhiều gỗ rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xây ở đây nha anh em. Mình xem coi cái đảo này ra. Rồi ok, mình sẽ xây chỗ này nè. Trước tiên là mình sẽ xây một cái gì đây? Cái cây cột nhà đó, cỡ 3x3 như thế này. Đó, chúng ta xây cao lên đó như thế này. Ok, và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu xây cho cái cây nó nghiêng nghiêng qua xíu anh em ơi. Cái cây nó phải nghiêng nghiêng qua chút xíu á thì nhìn nó mới giống như là cây thật, anh em hiểu không? Sammy, bà đang đào gì vậy? Đào đất. Đào đất làm gì? Đào đất thì làm sao xây nhà. Ok, đào xây đi. Ok, mình thấy khá là cao anh em ơi. Đó, nhìn từ trên xuống dưới là thấy là hơi bị cao rồi đó. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm cho mình những cái miếng gỗ bình thường này. Chúng ta sẽ bắt đầu xây một cái sàn nha anh em. Đây, mình sẽ xây một cái sàn ở đây. Đây, như thế này. Đó, xây ra một cái sàn như thế này. Không biết là liệu là Sammy có xây đẹp hay không đây. Mình từ trước giờ mình chưa thấy Sammy xây nhà bao giờ. Không biết là Sammy liệu có xây đẹp hay không đây nữa. Ok, đó. Ui, tiếng gì vậy? Wow, tiếng gì ghê quá. Sammy ơi, bà có nghe thấy tiếng gì không? Ui, cái tiếng gì, tiếng trong game ghê quá. Mình sợ cái tiếng này lắm luôn á mấy bạn ơi. Trời, cái tiếng này mình coi, mình mỗi lần mình chơi game mà hiện cái tiếng này là mình muốn bỏ game luôn, mình không muốn chơi nữa, sợ vãi nồi. Ok, đó, chúng ta xây như thế này. Ồ, các bạn ơi, có bạn nào đã từng xây nhà trên cây ở trong game sinh tồn chưa? Bạn nào đã từng xây thì hãy bình luận cho mình biết luôn nha. Trời ơi, mấy bạn nhớ bình luận á, mình thích mấy bạn bình luận lắm luôn á. Ok, để mình xây cái sàn nó to lên thêm một chút thế này. Ok, mình đã xây được cái sàn to nè mấy bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xây ra bốn cái cây cột ở đây nha. Đây chính là mình sẽ xây một cái hàng rào anh em ơi. Đó, cái hàng rào này là để cho mình chặn lại, mình không bị rơi xuống dưới anh em. Lỡ mà mình đang trên đây nè, xong buổi tối mình mắc toilet có, mình đi ra ngoài mình đi toilet mà ở đây nó không có hàng rào, thế là mình đi và mình rơi xuống đây luôn. Bụp, đó là coi như là mình sẽ bị té xuống đây, cho nên là bây giờ mình sẽ phải xây như thế nào mà có cái hàng rào mới được. Bây giờ mình hết gỗ rồi, chắc mình phải đi lấy thêm gỗ đã. Ok, để mình lại mấy cái chỗ này là mình chặt thêm gỗ đã. Đây, mấy cái cây nhỏ nè mình sẽ lấy nha. Ui, cái hạt cà cao nè, chắc lấy cái hạt này về trồng luôn. Ok, chúng ta sẽ lấy hết cái cây gỗ này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho mình một mớ hàng rào. Mình đi vô nhà mình chới hàng rào coi. Không biết mai này mình có nên đập cái nhà này đi không ta, hay là mình để mình làm một cái gì ta, mình làm một cái đó người ta gọi gì, một cái nhà kho, đúng rồi, cái nhà kho nhờ. Ok rồi, xong. Bây giờ chúng ta sẽ chới thêm gỗ ra nè. Rồi, 1, 2, 3, 4. Mình sẽ xây cái nhà nhỏ anh em ơi, tại có một mình sống à. Mai này mấy bạn muốn mình xây bự hơn thì các bạn hãy bình luận cho mình biết nha. Hiện tại thì mình chỉ cần xây nhỏ thì mình không cần xây bự đâu. Đó, xây qua như thế này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu lắp cái nhà lại. Lắp cái nhà như thế này. Đó. Ê, tính ra là mình thấy, mình để ý là mình xây cái nhà này xong là mình không còn chỗ nào để mình đặt giường, đặt đồ ngủ luôn trời. Phải nồi thật. Xây lên như thế này.
mình sẽ đập cái này ra để làm hàng rào, để làm cửa sổ. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái cửa vào đây. Đó. Ôi cái gì vậy? Ôi. Creepy. Cái gì vậy? Cái chuyện gì xảy ra vậy? Creepy. Creepy là con gì? À Creeper. Creepy. Phải nói, ủa đâu nó nổ đâu? Ủa nó có đây mà. Thì. Trời, thêm nó banh nhà bà luôn rồi đó trời. Ok anh em ơi, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ phải xây cái mái của nó lên anh em ơi. Bởi vì cái nhà là phải cần có cái mái thì nó mới đẹp được. Bây giờ mình sẽ xây cái mái của nó, tức là mình sẽ xây bằng đá anh em ạ. Ok, mình sẽ làm cho mình một cái bàn chế tạo nè. Đó, mình sẽ đặt cái bàn chế tạo ở trong nhà. Đặt ở đây đi, rồi. Sau chúng ta sẽ làm ra những cái khối mái nè. Ok, rồi. Ok, và mình đã xây xong cái mái rồi nè anh em ơi. Cái mái nhà của mình bằng đá mình đã xây xong rồi nè. Bây giờ là mình sẽ trang trí cho nó bằng một cái gì ta. Mình thường thường mình thấy nhà trên cây á, hoặc là cái gì mà nghiêng về thiên nhiên á anh em, thì thường thì nó sẽ có cái cối xay gió. Mình không biết là mình có nên xây một cái cối xay gió ở trên cái nhà cho đẹp không nhờ. Ok, để mình xuống mình ngắm ngôi nhà của mình coi. À, đây chính là ngôi nhà của mình anh em. Phải đứng xa ra thì mới ngắm được cái nhà trên cây mà. Ok, đi ra xa coi. Ok, nhà trên cây của mình anh em. Bây giờ mình nghĩ là mình phải làm cho nó một cái cối xe gió, sau đó mình sẽ trang trí gắn thêm lá cho nó nữa. Ôi, đây là nhà của Sammy đấy hả? Rồi. Phải rồi. Ủa sao cái nhà của bà nhà trên cây gì đâu mà nhìn y như một cái hộp ở trên trời vậy? Đó là nhà trên cây thì nó trên cây nè, đó có lá nè. Thôi tôi lên tôi coi thử cái nhà coi. Ok anh em, mình lên mình coi thử cái nhà trên cây của Sammy coi. Cái này là cái nhà trên cây đấy hả? Ừ thì trời. Phải rồi. Có cửa sổ em, bà xây tường bằng lá luôn anh em ơi. Có cửa sổ rồi, nó nhìn cũng chuyên nghiệp quá ha. Ôi ghê. Phải rồi, nhìn cái nhà mắc cười quá anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ đi mình lấy cho mình một ít len màu trắng, và sau đó mình sẽ bắt đầu làm cái cối xay gió nha anh em. Ôi anh em ơi, hồi nãy mình mới đi đến đây nè anh em, thì mình mới phát hiện cái này ghê lắm. Trời ơi anh em nhìn nè. Wow, trời, hình như đây chính là một ngôi mộ anh em ơi. Và ở đây không phải có một ngôi mộ nha, còn có rất là nhiều ngôi mộ luôn. Ở đây cũng có một ngôi mộ nữa nè. Ở đây cũng có một ngôi mộ nữa. Ở đây cũng có nữa nè. Ôi, đây là ngôi mộ của một anh có tên là Wario Blood. Ok, mình không biết đọc tiếng Anh. Ok, một ông tên là Miner nè. Rồi có cả một ông tên là Wario nữa. Ok, trời ơi, mấy ông này bị chết nè. Không biết đào bên dưới nó có gì không ta. Ui, có khi nào mình đào xuống đây là nó có xác chết ở bên dưới không mấy bạn? Ủa, mình nghi lắm nha. Ui, ok, mình đào thử coi. Ui, nó có một cái rương nè. Ui, bên trong có xương anh em ơi. Có cái đầu lâu nè, trời ơi, mình đoán đúng luôn anh em ơi. Trời, cái map này đúng là một cái map sinh tồn ghê thiệt ghê luôn á. Nó có cả cái gì ta, xương người trong đây nữa. Ok, thôi, dạ, mình nghĩ là chắc là mình không nên đụng đến đâu. Dạ, xin lỗi ngài, trời ơi, con lạy ngài đừng về ám con nha. Dạ, trời ơi, ghê quá, chỗ này ghê quá, hình như chỗ này là nghĩa địa anh em ơi. Thôi, mình về đi, mình không nên ở lại đây đâu, ở lại đây lâu quá, ma ám mình chết luôn á. Bây giờ mình phải về mình xây cái có xe gió nữa. Đó, rồi sau đó đặt cao lên, 1, 2, 3, 4, ok. Rồi, mình xây nhà cũng không được đẹp lắm anh em ơi, cho nên là các bạn đừng chơi nhà mình xấu nha. Tại vì là mình từ trước giờ mình chơi mình sinh tồn á, là mình ít khi nào mình xây nhà xây đồ lắm, cho nên là mình chỉ xây để mình sống thôi. Mấy bạn đừng có chơi nhà mình nha. Trời ơi, mình xây để mình sống thôi mà, đâu cần phải đẹp đâu đó. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đặt thêm len cù vào. Sẽ đặt vào đây như thế này đó, qua đây. Rồi đặt cái len cù vào đây đó, đặt cao lên đây như thế này đó. Ok, rồi tới lượt bên đây nè. Mình sẽ đặt cái cầu thang, cái hàng rào vào. Đó, chúng ta sẽ leo trên cao. Rồi, đặt len vào nè. Ok, giờ đủ rồi nè. Đó, không, hồi nãy mình lấy được 4 cục len, lận như có 2 cục len mình làm rơi mất tiêu rồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ xuống nhà ra ngắm thử cái ngôi nhà nha anh em. Wow, trời ơi, nhà cây của Sammy xây đẹp quá anh em ơi. Đẹp ơi là đẹp luôn. Có hoa nè, có nè, cây trồng trên này. Trên này có một cái rất đặc biệt luôn. Đây trồng hoa nữa, ghê vậy. Đây có cái đặc biệt lắm. Đâu? Đây. Cái đen, một chậu hoa rất xinh tươi.
Có chậu hoa đây luôn anh em ơi. Ghê. Được rồi, để mình đi xuống mình ngồi. Cái nhà của Sammy á anh em, mình để ý y như cây kẹo mút vậy anh em, kiểu như là xây một cái cây lên sóng đầu, đắp mấy cái cục lá hình vuông vuông vô là coi như xong rồi. ok và còn đây bên đây chính là cái ngôi nhà của mình đó. Bây giờ mình sẽ đi ra, mình leo lên trên cao mình cho anh em xem nha. Ok, từ để mình leo cái cây dừa này coi. Mình sẽ leo lên cao mình cho anh em ngắm thứ hai ngôi nhà nha. Ok, leo lên cao nè, leo lên cao lên đó, lên đây. Ok, bên đây là ngôi nhà của mình anh em, còn bên đây là ngôi nhà của Sammy các bạn. Vãi rồi, mình té chết luôn anh em ơi. Ơi, không tin được luôn. Tôi ơi, còn lau đồ của tôi nha, cấm đụng vô nha. Tôi bị hết máu rồi, tôi rơi xuống tôi chết á. Ok, mình leo lại coi. À, Sammy sao bà xây kế bên nhà tôi luôn vậy? À, tôi biết đâu ai rồi, ông bên cạnh tôi chứ tôi xây đây mà. Ok anh em ơi, thì mình đã xây xong hai ngôi nhà nè anh em. Ngôi nhà bên bên trái là ngôi nhà của mình, còn ngôi nhà bên phải là ngôi nhà của Sammy. Các bạn thấy ngôi nhà nào trong hai ngôi nhà này, ngôi nhà nào đẹp hơn, các bạn hãy bình luận cho mình biết nha. Nếu các bạn thấy ngôi nhà mình đẹp hơn hãy bình luận số 1, và thấy ngôi nhà của Sammy đẹp hơn hãy bình luận số 2 nha. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe hỗ trợ kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero để đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và đừng quên đăng ký ủng hộ cho người bạn của mình nữa, đó chính là Sammy Noob nha anh em. Ok. Hello gì mà hello. Ai bà chém tôi hơi bị mất máu rồi nha. Ok, bye bye, hẹn lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.